Thái độ đúng, điểm quan trọng chúng ta nhấn mạnh là lòng tin vững chắc nơi bản tánh của chúng ta. Ngoặc kép, con đường nhất tâm, dù cho mặt trời mọc ở hướng Tây, Bồ Tát chỉ có một đường. Ngoặc kép, mục đích bài nói của tôi không phải là cho quý vị một sự hiểu biết nào đó có tính cách lý trí, mà chỉ là bày tỏ lòng biết ơn của tôi về sự tu thiền của quý vị. Có thể ngồi thiền với quý vị là rất rất ư khác thường dĩ nhiên bất cứ điều gì chúng ta làm đều khác thường bởi vì chính cuộc đời của chúng ta rất khác thường phật nói biết ơn kiếp người hiếm hoi của mình như đất trên móng tay quý vị biết bụi bẩn khó dính trên móng tay kiếp người của chúng ta hy hữu và kỳ diệu khi tôi ngồi tôi muốn ngồi mãi nhưng tôi tự khuyến khích mình tu một pháp khác nữa chẳng hạn tụng kinh hay lễ bái và khi tôi lễ bái tôi nghĩ pháp này kỳ diệu nhưng tôi lại phải đổi pháp tu của tôi sang tụng kinh như thế mục đích cuộc nói chuyện của tôi là bày tỏ sự biết ơn của tôi chỉ thế thôi con đường của chúng ta không phải là ngồi để có được một cái gì đó mà là để biểu hiện chân tánh của mình đó là cách tu của chúng ta nếu quý vị muốn biểu hiện chính mình chân tánh của quý vị thì nên có một cách biểu hiện nào đó tự nhiên và thích hợp. Ngay cả nghiêng qua bên phải hay bên trái khi quý vị ngồi xuống hay đứng lên từ tọa thiền cũng là sự biểu hiện chính mình. Nó không phải là sự chuẩn bị để tu tập hay thư giãn sau khi tu tập. Nó là một phần của tu tập. Vì thế chúng ta không nên thực hiện nó như là chuẩn bị cho một cái gì khác. Điều này đúng trong đời sống hàng ngày của quý vị. Nấu, hay là một món ăn nào đó, thì không phải là chuẩn bị, theo đạo nguyên, ấy là tu tập. Nấu không phải chỉ là chuẩn bị thức ăn cho một người nào đó hay cho chính mình. Nó biểu hiện lòng chân thành của quý vị. Như thế khi nấu quý vị nên biểu hiện mình trong hoạt động của quý vị ở nhà bếp. Quý yên để cho mình có nhiều thì giờ nên làm việc đó với tâm không có gì và không mong bất cứ điều gì quý vị chỉ nấu đó cũng là sự biểu hiện lòng chân thành của chúng ta một phần của tu tập cần ngồi trong tọa thiền theo cách này nhưng ngồi không phải là cách duy nhất bất cứ điều gì quý vị làm nó nên là một biểu hiện của cùng một sự hoạt động sâu xa chúng ta nên biết ơn những gì chúng ta đang làm không có sự chuẩn bị nào cho một cái gì khác con đường của bồ tát được gọi là con đường nhất tâm hay một con đường sắt dài ngàn dặm con đường sắt thì luôn luôn bằng nhau nếu nó trở nên rộng hơn hay hẹp hơn ấy sẽ là tại họa quý vị đi bất cứ nơi nào con đường sắt cũng luôn luôn bằng nhau đó là con đường của bồ tát như vậy dù cho mặt trời mọc hướng tây Bồ Tát cũng chỉ có một con đường duy nhất. Con đường của Bồ Tát, trong mọi giây phút, là biểu hiện bản tánh và lòng chân thành của Ngài. Chúng ta nói con đường sắt, nhưng thực ra chẳng có vật gì như thế. Chính lòng chân thành là con đường sắt. Cảnh vật chúng ta thấy từ đoàn tàu sẽ thay đổi, nhưng chúng ta luôn luôn đang chạy trên cùng đường dây. Và không có sự bắt đầu hay kết thúc đối với đường dây đường dây không có bắt đầu và không có chấm dứt, không có điểm khởi đầu hay mục tiêu, không có gì để đạt. Chỉ chạy trên đường dây là cách của chúng ta, đây là bản tánh tu thiền của chúng ta. Nhưng khi quý vị trở nên tò mò về con đường sắt, nguy hiểm ở đó. Quý vị không nên nhìn xem con đường sắt, nếu quý vị nhìn đường dây quý quỵ sẽ bị chóng mặt. Chỉ biết ơn quan cảnh mà quý vị nhìn thấy từ đoàn tàu đấy là cách của chúng ta hành khách không cần phải tò mò về đường dây ai đó sẽ chăm sóc nó phật sẽ chăm sóc nó nhưng đôi khi chúng ta cố gắng giải thích đường dây bởi vì chúng ta tò mò nếu cái gì đó luôn luôn như vậy chúng ta hiếu kỳ làm thế nào mà vị bồ tát luôn luôn như thế ngài có bí mật gì nhưng chẳng có bí mật nào cả mọi người đều có cùng bản tánh như đường dây có hai người bạn thân, Trường Khánh, Châu Cây, và Bảo Phước, Hô Phu cu chấm, họ nói chuyện về con đường của Bồ Tát. Trường Khánh nói, ngay cả A-La-Hán cũng còn ham muốn xấu, đến Như Lai. Tathagata, không có hai lời, tôi nói Như Lai có lời, nhưng không có lời nhị nguyên. Bảo Phước nói, dù huynh nói thế, lời huynh cũng không toàn hảo. Trường Khánh hỏi, huynh hiểu lời Như Lai like thế nào? Bảo Phước nói, chúng ta đã nói đủ rồi, vậy hãy uống trà đi. Bảo Phước đã không cho bạn mình câu trả lời, bởi vì không thể giải thích đạo bằng lời nói. Tuy nhiên, như là phần tu tập của họ, hai người bạn tốt này đã thảo luận về con đường của Bồ Tát, dù cho họ không mong tìm ra sự giải thích mới. Vì thế Bảo Phước đáp chúng ta bàn luận đã xong. Hãy uống trà đi, ngoặc kép, đó là một câu trả lời rất hay, phải không? Đối với bài nói của tôi cũng vậy, khi tôi nói xong, quý vị cũng nghe xong. Không cần nhớ tôi nói gì, không cần hiểu tôi nói gì. Quý vị hiểu, quý vị có cái hiểu đầy đủ bên trong chính quý vị. Không có vấn đề gì cả. Lặp đi lặp lại nếu quý vị đánh mất tinh thần của sự lặp đi lặp lai sự tu tập của quý vị trở nên khá khó khăn ngoặc kép tư tưởng và thực hành của ấn độ mà phật gặp phải đặt căn bản trên ý tưởng về con người như là một kết hợp của các yếu tố tinh thần và thể xác họ nghĩ rằng bên thể xác của con người ràng buộc với bên tinh thần vì thế việc tu tập tôn giáo của họ nhằm mục đích làm cho yếu tố thể xác yếu hơn để được tự do và làm mạnh tinh thần như thế sự tu tập mà phật tìm thấy ở ấn độ nhấn mạnh sự ép xác khổ hạnh nhưng khi tu tập ép xác khổ hạnh phật thấy rằng không có giới hạn nào đối với sự thử tẩy sạch mình về mặt thể xác và làm cho sự tu tập tôn giáo trở thành rất lý tưởng loại chiến tranh này đối với thân chỉ có thể chấm dứt khi chúng ta chết nhưng theo tư tưởng này của ấn độ chúng ta sẽ trở lại trong một kiếp khác và một kiếp khác nữa lặp lại cuộc đấu tranh mãi mãi mà không bao giờ đạt được giác ngộ toàn hào và nếu như quý vị nghĩ rằng mình có thể làm cho sức mạnh thân xác của mình yếu đi đủ để giải thoát sức mạnh tinh thần nó chỉ có hiệu quả chừng nào quý vị còn tiếp tục tu tập khổ hạnh ép xác nếu quý vị bắt đầu lại cuộc sống hàng ngày của mình quý vị sẽ phải tăng cường sức mạnh của thân nhưng rồi quý vị sẽ phải làm yếu nó trở lại để phục hồi sức mạnh tinh thần và rồi quý vị sẽ phải lặp đi lặp lại quá trình này mãi mãi đây có thể là sự đơn giản hóa rất nhiều việc tu tập của người ấn độ mà phật gặp phải và chúng ta chúng ta có thể cười nhạo việc này nhưng thực tế một số người vẫn tiếp tục cách tu tập này cho đến ngày nay đôi khi vì không nhận thức được điều đó ý tưởng về khổ hạnh ép xác ở trong hậu trường của tâm họ nhưng tu tập theo cách này sẽ không có kết quả tiến bộ gì con đường của phật hoàn toàn khác hẳn ban đầu ngài học các phép tu ấn độ giáo của thời gian và khu vực ngài ở và ngài đã tu luyện khổ hạnh ép xác. Nhưng Phật không thích thú những yếu tố bao hàm trong con người cũng như những lý thuyết siêu hình về hiện hữu. Ngài quan tâm nhiều hơn về chính mình hiện hữu như thế nào trong giây phút này. Đó là điểm quan trọng của ngài. Bánh mì được làm từ bột lúa mì. Đối với ngài, làm sao bột lúa mì trở thành bánh mì khi đưa nó vào lò nướng là điều quan trọng nhất làm sao chúng ta trở nên giác ngộ là sự thích thú chính của ngài người giác ngộ là một tính cách toàn hào đáng mong muốn đối với chính mình và những người khác phật muốn tìm ra con người làm cách nào phát triển tính cách lý tưởng này những hiền nhân khác nhau trong quá khứ làm cách nào trở thành hiền nhân để tìm ra làm cách nào cục bột nồi trở thành bánh mì hoàn hảo ngài làm đi làm lại nó mãi cho đến khi ngài hoàn toàn thành công đó là cách tu tập của ngài nhưng chúng ta có thể thấy không thích thú gì cả khi nấu đi nấu lại cùng một món mỗi ngày quý vị có thể bảo nó nhàm chán quá nếu quý vị đánh mất tinh thần của sự lặp đi lặp lại nó sẽ trở nên rất khó khăn nhưng nó sẽ không khó khăn nếu quý vị tràn đầy sức mạnh và sinh lực dù sao chúng ta cũng không thể giữ bất động chúng ta phải làm một cái gì đó. Như vậy nếu quý vị làm một điều gì đó, quý vị nên quan sát nhiều, cẩn thận, và cảnh tình. Cách của chúng ta là đặt cục bột nhồi vào lò nướng và canh chừng nó một cách cẩn thận. Một khi quý vị biết được cách cục bột nhồi trở thành bánh mì như thế nào, quý vị sẽ hiểu được giác ngộ. Như vậy làm thế nào thân này trở thành hiền nhân là niềm thích thú chính của chúng ta? chúng ta không quan tâm nhiều về bột lúa mì là gì hay cục bột nhồi là gì hay hiền nhân là gì một hiền nhân là một hiền nhân những giải thích siêu hình về bản tánh con người không phải là điểm quan trọng vì vậy loại tu tập mà chúng ta nhấn mạnh như thế không thể trở thành quá lý tưởng nếu một nghệ sĩ trở nên quá lý tưởng anh ta sẽ tự tử bởi vì giữa lý tưởng và khả năng thực tế của anh ta có một khoảng hở to lớn. Bởi vì không có chiếc cầu đủ dài để đi qua khoảng hở đó, anh ta sẽ trở nên thất vọng. Đó là con đường thông thường của tinh thần, nhưng con đường tinh thần của chúng ta không quá lý tưởng. Theo một nghĩa nào đó, chúng ta nên lý tưởng. Ít nhất chúng ta nên thích làm bánh mì có vị ngon và trông đẹp mắt. Cách tu tập thực tế là lặp đi lặp lại mãi cho đến khi quý vị tìm ra làm thế nào trở thành bánh mì. Trong cách của chúng ta không có bí mật, chỉ thực hành tọa thiền và đưa chính mình vào lò nướng là cách của chúng ta. Thiền và sự kích động, thiền không phải là một loại kích động nào đó, mà là sự tập trung vào sinh ho hàng ngày của chúng ta. Ngoặc kép, thầy của tôi viên tịch khi tôi được 31 tuổi mặc dù tôi chỉ muốn hiến mình tu thiền ở chùa Vĩnh Bình. Ơi ai gì, tôi phải thừa kế thầy tôi ở tại chùa của ông. Tôi trở nên rất bận rộn, và vì rất trẻ tôi gặp nhiều khó khăn. Những khó khăn đó đã cho tôi kinh nghiệm nào đó, nhưng so với cách sống chân thực, trầm lặng, tịch tĩnh nó chẳng có nghĩa gì. Giữ cách không thay đổi là cần thiết đối với chúng ta thiền không phải là một loại kích động nào đó mà là sự tập trung vào sinh hoạt hàng ngày của chúng ta nếu quý vị trở nên quá bận rộn và quá bị kích động tâm của quý vị trở nên thô kệch và rách nát đây không phải là điều tốt nếu có thể hãy cố gắng luôn luôn bình tĩnh vui vẻ và giữ mình không bị kích động thông thường chúng ta càng lúc càng trở nên bận rộn hơn hết ngày này đến ngày khác năm này đến năm khác nhất là trong thế giới hiện đại nếu chúng ta trở lại thăm viếng những nơi xưa cũ quen thuộc sau một thời gian dài chúng ta kinh ngạc vì những thay đổi điều ấy không thể tránh được nhưng nếu chúng ta trở nên thích thú trong sự kích động nào đó hay trong sự thay đổi của riêng mình chúng ta sẽ trở nên hoàn toàn can thiệp vào đời sống bận rộn và chúng ta sẽ bị lạc mất nhưng nếu tâm của quý vị bình tĩnh và kiên định quý vị có thể giữ mình khỏi thế giới ồn ào ngay cả khi quý vị ở trong đó ở giữa ồn ào và thay đổi tâm của quý vị sẽ bình tĩnh và vững vàng thiền chẳng phải là một cái gì đó để phải kích động một vài người bắt đầu tu thiền chỉ vì tò mò và họ chỉ làm cho mình bận rộn hơn nếu việc tu tập làm cho quý vị tệ hơn thì đáng buồn cười. Tôi nghĩ nếu quý vị cố gắng ngồi thiền một tuần một lần, điều đó cũng đủ. Làm cho quý vị bận rộn hơn. Chớ quá thích thú thiền. Khi những người trẻ bị kích động về thiền, họ thường bỏ học và đi đến một hòn núi hay một khu rừng nào đó để ngồi. Loại thích thú đó chẳng phải thích thú thật. Chỉ tiếp tục sự tu tập bình tĩnh bình thường của mình rồi tính cách của quý vị sẽ được tạo thành. Nếu tâm của quý vị luôn luôn bận rộn, sẽ không có thì giờ để tạo thành, và quý vị sẽ không thành công, nhất là quý vị làm việc quá khó nhọc vì nó. Tạo thành tính cách cũng giống như làm bánh mì quý vị phải trộn từng chút một, từng bước một, và cần nhiệt độ điều hòa. Quý vị tự biết rất rõ, và quý vị biết cần bao nhiêu nhiệt độ quý vị biết chính xác những gì mình cần nhưng nếu bị kích động thái quá quý vị sẽ quên mất nhiệt độ bao nhiêu là tốt cho mình và quý vị sẽ mất cách riêng của mình điều này rất nguy hiểm phật đã nói như vậy về người đánh xe bò giỏi người đánh xe biết con bò có thể trở nặng bao nhiêu và anh ta giữ cho con bò không bị nặng quá lố quý vị biết cách của mình và tâm thái của mình chớ có mang quá nhiều phật cũng nói rằng tạo dựng tính cách thì giống như xây một con đê ngăn nước quý vị nên rất cẩn thận trong việc xây cái bờ nếu quý vị cố gắng làm tất cả ngay một lúc nước sẽ dò gì hãy làm cái bờ một cách cẩn thận và quý vị sẽ hoàn thành con đê vững chắc cho cái hồ chứa nước cách tu tập không có gì kích động của chúng ta có thể có vẻ rất tiêu cực nhưng không phải thế đó là cách khôn ngoan và hiệu quả để làm việc với chính mình đó chỉ là rất bình dị tôi thấy điểm này rất khó hiểu đối với nhiều người nhất là những người trẻ mặt khác là dường như tôi đang nói về sự thành tựu dần dần cũng chẳng phải như vậy sự thực là cách đột biến bởi vì khi sự tu tập của quý vị an tĩnh và bình thường đời sống hằng ngày chính là giác ngộ nỗ lực chân chính, nếu sự tu tập của quý vị tốt, quý vị có thể trở nên kiêu hãnh vì nó. Những gì quý vị làm thì tốt, nhưng một cái gì đó đã được thêm vào. Kiêu hãnh là thừa, nỗ lực chân chính là loại bỏ vật thừa đó. Ngoặc kép, điểm quan trọng nhất trong sự tu tập của chúng ta là có nỗ lực chân chính hay hoàn hảo. Tránh tinh tấn, chấm nỗ lực chân chính đúng hướng là cần thiết nếu nỗ lực của quý vị sai hướng nhất là nếu quý vị không ý thức điều này đó là nỗ lực mê hoặc nỗ lực trong tu tập của chúng ta nên hướng từ chỗ đắc đạt được đến chỗ bất đắc không đạt được chấm thông thường khi quý vị làm một điều gì đó quý vị muốn đạt được một cái gì đó quý vị bám lấy một kết quả nào đó từ đạt được đến không đạt được có nghĩa loại bỏ những kết quả không cần thiết và xấu của nỗ lực. Nếu quý vị làm một điều gì đó trong tinh thần bất đắc, trong đó có phẩm chất tốt. Như vậy chỉ là một điều gì đó mà không có bất cứ nỗ lực đặc biệt nào là đủ rồi. Khi quý vị nỗ lực đặc biệt để đạt một cái gì đó, một tính chất thái quá, một yếu tố thừa can dự vào đó. Quý vị nên loại bỏ vật thừa đó. Nếu sự tu tập của quý vị tốt, mà không ý thức về nó quý vị sẽ trở nên kiêu hãnh về sự tu tập của mình. Kiêu hãnh đó thừa, những gì quý vị làm thì tốt, nhưng một cái gì đó đã được thêm vào. Vì vậy quý vị nên loại bỏ vật thừa đó. Điểm này rất quan trọng, nhưng thông thường chúng ta không đủ tế nhị để nhận ra nó, và chúng ta đi sai hướng.